Sao khóc? Là anh Nam nữa. Anh Nam làm gì con? Trời ơi, anh Nam nhéo. Hôm bữa hai cả đội đi thi hết, hai anh em yêu thương nhau vậy, bây giờ ông lại chọc nó nữa. Đi ra xin lỗi nó nha Lên. Khoanh tay lại. Đi học môn năng khiếu cầu lông, bé gái bị anh trai trêu ghẹo và cái kết quá là đáng yêu. Theo đó, vì biết con gái của mình yêu thích bộ môn cầu lông nên bố mẹ đã đồng ý cho em đi học bộ môn này để rèn luyện kỹ năng và giảm stress, giảm lo âu sau những buổi học ở trường. Tuy nhiên, vào một ngày đẹp trời, bé gái đang tập cùng các bạn thì có một anh trai đã đến và trêu ghẹo, thậm chí chàng trai còn chọc cho bé gái phát khóc phải đi vào trong và mách lại với cô giáo. Cái kết thanh niên bị cô giáo gọi đến và bắt đứng xin lỗi bé gái trong sự ngại ngùng. Sao khóc? Là anh Nam nữa. Anh Nam làm gì con? Trời ơi, anh Nam nhéo. Hôm bữa hai cả đội đi thi hết, hai anh em yêu thương nhau vậy, bây giờ ông lại chọc nó nữa. Đi ra xin lỗi nó nha Lên. Khoanh tay lại. Tha lỗi cho anh Nam không? Uyên. Tha lỗi cho anh Nam không? Không tha lỗi, anh Nam xin lỗi tiếp đi. Kìa, em đẩy ra luôn kìa. Tha lỗi không Uyên? Rồi, tha lỗi rồi đúng không? Vui vẻ đúng không? Cười cái rồi. Trời ơi, bữa mới yêu thương nhau xong được 3 ngày. Được biết, bé gái khi đang tập cầu lông thì thanh niên này đã đến nhéo và ghẹo bé gái, khiến bé gái khóc trong sự ấm ức, phải đi tìm đến cô để giải quyết khi bị anh trai này chọc ghẹo. Thế nhưng nhìn biểu cảm và cách xin lỗi của thanh niên cũng đủ hiểu là anh ấy cưng cô bé như thế nào rồi. Bên dưới đoạn clip, cộng đồng mạng nhiều người cũng đùa vui cho rằng anh trai này trêu bé gái có thể là đang nuôi vợ từ bé đây mà. Xin lỗi mà còn nhéo nhéo cái bụng người ta, tương lai là phải chăm vợ từ bé rồi. Cái cảnh này quen quen giống vợ chồng mình á, coi chừng em trai chăm cả đời đó nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.